Chào các bạn đến với nhóm Phong Thủy Khải Toàn. Xuất quái là gì? Phạm vào ngôi nhà có tọa độ xuất quái, đời sống không yên ổn. Xuất quái hay còn gọi là đại không vong. Tạp khí ngôi nhà này gây ảnh hưởng khí xấu đến tinh thần, gây tinh thần mụ mị, tâm tính cáu gắt, thậm chí là tai họa. Trong 50 căn sẽ có một căn có tọa độ như vậy. Tọa độ bị cứng giữa hai hướng lớn. Nhóm kiến thức phong thủy này với 49 chương và hàng trăm bài nhỏ hướng dẫn làm thế nào để chọn được một ngôi nhà tốt theo phong thủy, cũng như lập quẻ vận trình của một ngôi nhà theo bát tự tứ trụ. Để có tri thức, bạn phải tốn thời gian và chi phí, hoặc có thể tự học qua mạng, qua sách nhằm mang lại một cuộc sống tốt hơn. Tôi là Khải Toàn, trải qua một quãng đời biến động cho đến khi có duyên lĩnh hội với phong thủy, thiền và tâm linh. Sau vài năm tâm mới định lại, tâm niệm lớn nhất của tôi là giúp được nhiều người an nhiên, truyền tải được thông điệp phong thủy chân chính, giảm tối đa sự mê tín. Hẳn bạn là một người có cơ duyên mới tham gia vào nhóm Khải Toàn phong thủy này. Vậy phong thủy là gì? Thực chất là từ trường học và phương vị học, phong thủy học hoàn toàn không phải là phép màu, vẫn chịu ảnh hưởng bởi luật nhân quả. Các bạn phải lưu tâm, học phong thủy trước tiên là giúp bản thân mình, sau đó là giúp người khác. Nếu muốn giúp người khác xem phong thủy, bạn cần có tâm đức như một người bác sĩ cứu giúp bệnh nhân. Giúp đỡ ai và vào thời điểm nào, bạn không thể khuyên một người quá chấp trước hay khuyên một người vừa cãi nhau với ai đó. Dựa vào tấm lòng đó, bạn giúp đỡ người khác. Đây chính là cơ sở quan trọng để trở thành một người thầy phong thủy có đạo đức tốt. Chúng ta cùng khám phá, trong đây có hai phần phong thủy địa lý và phong thủy mệnh lý. Mệnh lý được xét theo năm tháng ngày giờ sinh kèm giới tính. Phong thủy địa lý cũng chia thành hai phần, một phần là loan đầu. Loan đầu là trường phái phong thủy phân tích về hình thể và vị trí, bao gồm cả núi, sông hoặc các tòa nhà kiến trúc trong xã hội. Loan đầu là phong thủy mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phần thứ hai là lý khí, là phong thủy bàn đến những yếu tố vô hình, là sự phân tích, thời gian và phương hướng. Trái đất không ngừng chuyển động. Cả trái đất và vũ trụ mỗi ngày, mỗi năm đều không ngừng biến động. Bạn chỉ cần theo nhóm cơ bản có 20 chương với hơn 100 hạng mục lớn nhỏ là đủ kiến thức vận dụng cho cuộc sống này. Chào các bạn đến với chương 2 của nhóm Phong Thủy Khải Toàn. Chương 2 nói về ngạ mệnh. Chúng ta có thể mất đi tất cả, nhưng kiến thức mãi là của ta. Thu nạp kiến thức, phong thủy là nhóm kiến thức cao cấp. Cho dù bạn là người bình thường hay là người kinh doanh, nếu biết phong thủy cơ bản có lợi cho bản thân mình. Người bình thường khi mua nhà hoặc thuê nhà vẫn muốn biết phương hướng tốt xấu, bố cục ngôi nhà ra sao. Số nhà, tên con đường và cả bát tự của chủ nhà đều xem có hợp với người mua hay không. Với người hành nghề bất động sản, thiết kế nội thất, thiết kế logo, càng phải biết để đưa ra tư vấn hợp lý với khách hàng. Phong thủy nhà ở, điều quan tâm đầu tiên của một ngôi nhà là ở môn chủ táo, tức cửa chính, phòng gia chủ và bếp. Ví dụ, những thứ nên thấy khi bước vào cửa. Mở cửa thấy màu đỏ, cũng tức là mở cửa bắt gặp niềm vui. Ví dụ nhìn thấy bức tường đỏ hoặc vật trang trí màu đỏ mang lại cảm giác vui mừng rộn rã, tinh thần phấn chấn. Mở cửa thấy màu xanh lá của thiên nhiên, tức vừa mở cửa đã thấy cây cối xanh tươi, khiến tinh thần tràn đầy lòng yêu đời, lại có thể hấp thu được hiệu quả về dưỡng mắt. Mở cửa nhìn thấy tranh ảnh, nếu nhìn thấy đồ vật nhỏ hoặc những bức tranh tinh tế, vừa thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ, đồng thời có thể mang lại cảm giác bình yên sau khi bước vào cửa. Các thứ không nên nhìn thấy khi bước vào cửa. Mở cửa nhìn thấy bếp,
tiền tài hao nhiều. Tức là vào cửa đã nhìn ngay thấy bếp, hỏa khí xung vào người, khiến tiền tài tài khí không thể đi vào. Mở cửa nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang, tâm trạng bị bí bách. Mở cửa nhìn thấy nhà vệ sinh, vừa bước vào cửa, cửa chính là ngay nhà vệ sinh, khó tránh khỏi khí ô uế. Mở cửa nhìn thấy gương, gương có thể phản xạ tài khí đi ra ngoài. Nếu cửa chính không đối diện xung sát hoặc là có những vật ô uế thì không nên bày gương ở cửa chính. Hãy xem lại, nhà bạn mở cửa ra thấy gì? Bát tự tứ trụ là xét cả tám ô, năm tháng ngày giờ sinh. Chương này chưa bàn sâu về tứ trụ, giải thích về mệnh khuyết. Một số người thắc mắc, tôi mệnh hỏa sinh tháng 6 năm 1994, tại sao tôi dùng thủy? Bạn lập quẻ theo năm sinh liệu có chính xác? Hãy tìm hiểu số đông bạn học cùng thời hồi xưa, bây giờ họ ra sao? Chương này nói về ngạ mệnh trong mệnh lý, mùa sinh hay tháng sinh, khống chế ngũ hành, tức là trụ ngũ hành mạnh nhất trong tứ trụ. Nhìn vào đồ hình này, ta có thể thấy người sinh vào mùa xuân, cây cối phát triển, mộc vượng kim suy. Sinh vào mùa hè nóng, hỏa vượng thủy suy. Sinh vào mùa thu, cây cối sơ sát, kim vượng mộc suy. Sinh vào mùa đông, tiết khí lạnh, thủy vượng hỏa suy. Trong 24 tiết khí, 4 tiết khí cốc vũ, đại thử, xương gián và đại hàn đại diện cho tháng thìn tuất sửu mùi, thường là dư thổ. Rơi vào 4 tháng thìn tuất sửu mùi này, cẩn thận khi dùng theo ngạ mệnh. Bạn nhìn vào đồ hình này, bạn có thể thấy đồ hình bên trái sinh vào mùa xuân, màu xanh lá đại diện cho dương mộc. Sinh vào mùa hè, đại diện cho màu đỏ dương hỏa. Sinh vào mùa đông, đại diện dư thủy. Sinh vào mùa thu, đại diện dư kim. Theo trực xung, nếu mà sinh mùa xuân thì cần thường là cần kim của mùa thu. Sinh vào mùa hè thì thường cần thủy. Ở đồ hình bên phải, phân tích chi tiết hơn. Ví dụ, tháng thân dậu thường là dư kim, tháng tý hợi thường là dư thủy, tháng dần mão thuộc mộc là dư mộc, tháng tỵ ngọ thuộc hỏa là dư hỏa. Theo đồ hình này thì 4 tháng thìn tuất sửu mùi là màu nâu là thuộc thổ. Ở đồ hình 24 tiết khí, dựa vào 4 mùa sinh này, nếu một người sinh vào mùa chuyển mùa, ví dụ một người sinh vào cuối mùa xuân chuyển qua mùa hè, sinh vào tiết khí cốc vũ, thường là tháng thìn. Để biết được mình sinh tháng gì và vào tiết khí gì, các bạn có thể vào trang web phongthuykhaitoan.com/tiết khí. Ví dụ 1, người sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 87, người này sinh vào ngày quý thủy, sinh vào tháng mão mộc. Tháng mão thuộc mộc, mùa xuân cũng thuộc mộc, người này là dư mộc kỵ mộc. Dụng thần người này đầu tiên phải là kim. Ví dụ thứ hai, người sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 2015, người này sinh vào ngày nhâm thủy, sinh vào tháng tỵ hỏa. Tháng tỵ chủ về mùa hè, tỵ là hỏa, người này kỵ hỏa, dụng thần đầu tiên của người này phải là thủy. Ví dụ thứ ba, người sinh vào ngày 15 tháng 9 năm 1993, người này sinh vào ngày kỷ thổ, sinh vào tháng thân kim vượng. Người này kỵ kim, dụng thần của người này có thể là mộc hoặc là hỏa. Ví dụ thứ tư, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1982, người này sinh vào ngày đinh hỏa, sinh vào tháng tý thủy. Tiết khí giữa đông, thủy lạnh, người này kỵ thủy. Dụng thần của người này đầu tiên là hỏa, kế đến là mộc. Ngay bây giờ, bạn hãy lấy giấy kẻ ra 8 ô như hình, sau đó truy cập vào website phongthuykhaitoan.com.
chấm cơm xuyệt tiết khí, gõ ngày tháng năm sinh của mình và cha, điền vào 8 ô này xem bạn sinh tháng gì và tiết khí gì. Bạn sẽ biết được ngũ hành khuyết đầu tiên của mình là gì. Đây là bước đầu tiên tìm mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết cơ bản trong mệnh lý, bát tự tứ trụ để cải vận. Về chọn nhà hoặc là mặt bằng, có một mẹo khi chọn, trước tiên là trước mặt nên thông thoáng. Nếu tầm nhìn rất là hẹp hoặc là quá cao sẽ bị bí bách. Sau lưng không nên có ao hoặc là kênh. Hai nhà bên tay trái và bên tay phải nên bằng nhau, hoặc nhà bên tay trái nên cao hơn, như hình bên minh họa này, nhà bên tay trái thấp hơn nhà bên tay phải, đại diện cho nhà ở giữa là nữ quyền, tức người nữ làm chủ. 9 trên 10 trường hợp theo cách cục này là như vậy, giảm đi điểm tốt tổng thể. Vừa hướng dẫn các bạn cha về mệnh khuyết theo tháng sinh, nhận biết được ngũ hành khuyết, vận dụng đơn giản vào thiết kế logo, chọn màu sắc cho công ty. Theo hình minh họa này thì hình đầu tiên là hình 1, màu xám là kim, hình tròn cũng là kim, những gì liên quan đến kim loại là kim. Hình thứ 2 ở đây có màu đen và màu xanh dương đại diện cho thủy, hình gợn sóng cũng là thủy, những gì liên quan đến nước, đến biển đều là thủy. Với hình số 3, hình vuông đại diện cho mộc, màu xanh lá là mộc, cây cối là mộc. Hình số 4, hình tam giác, hình nhọn đại diện cho hỏa, màu đỏ, màu ấm, đỏ, tím, vàng đều thuộc hỏa. Dựa theo các yếu tố này, nếu bạn khuyết ngũ hành nào, có thể thiết kế cho mình màu sắc hoặc logo phù hợp với mệnh thiếu. Mọi người thường quan tâm tuổi hợp vợ chồng. Theo tôi, vợ chồng con cái là do nhân duyên. Theo thuyết nhà Phật, tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Mọi duyên đều tuân theo nguyên tắc nhân quả, nên còn gọi là nhân duyên. Cha tuổi vợ chồng phổ biến nhất là cung sanh, hay còn gọi là cung ký hoặc cung sinh. Tính theo lục thập hoa giáp, tức là 60 giáp tý. Cha theo năm sinh, ta có 8 quẻ chính: duyên niên, sinh khí, thiên y, phục vị, lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. 8 cung nam nhân 8 cung nữ ra 64 quẻ chi tiết. Tính theo nam đối nữ, tính xác thật khá cao, tuy nhiên không hoàn toàn chính xác với mọi trường hợp, vì còn rất nhiều yếu tố khác như năm tháng ngày giờ sinh, âm đức của mỗi người, của cha mẹ, phong thủy môi trường, tính khí mỗi người. Các bạn nhìn vào đồ hình này, ví dụ 81, 87, 94, 2003 thuộc cung càn. Cung càn sẽ hợp với cung càn hoặc là đoài, càn thuộc kim. Hợp với càn hoặc đoài cũng thuộc kim. Càn còn hợp với cung cấn hoặc cung khôn. Cấn khôn thuộc thổ, thổ có thể sinh kim. Ví như cung khảm, sinh năm 86, 91 hoặc 98. Khảm hợp với khảm, đây là tượng đồng cung. Hoặc là khảm hợp với chấn tốn thuộc mộc. Ví dụ nam sinh năm 91 là cung khảm, kết hợp với nữ sinh năm 95 là cung đoài. Trai cung khảm lấy gái cung đoài, ta có quẻ duyên niên, đây là một quẻ tốt. Bản tham khảo cha cung sanh ở tài liệu gửi kèm, các bạn có thể tham khảo thêm. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ có các cách tra quẻ cung vợ chồng riêng, sự ứng nghiệm rất là cao. Ví dụ hai người có khác mùa sinh với nhau là bổ trợ tốt cho nhau. Có mật mã quý nhân sẽ bổ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau rất là tốt. Có mật mã hàm trì của nhau sẽ hòa hợp chuyện chăn gối cao. Ở các chương tiếp theo sẽ bật mí với các bạn về cách luận tính cách một ai đó thông qua năm tháng ngày giờ sinh, cách chọn dụng thần trong mệnh khuyết để cải vận, cách nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt xấu như thế nào,
tự tính toán ngày lành cho bản thân. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin nhóm học, có thể vào hai website phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivan.org. Chắc chắn các bạn là người có cơ duyên mới có thể tiếp thu được phong thủy chân chính. Cảm ơn, hy vọng và sớm gặp lại. Chúc các bạn tâm thân an lạc.